Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 5, tiết 1 ở trong quyển sách giáo khoa tại lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, đó là bài bảng nhân 3, bảng chia 3. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu về bảng nhân 3 trước các bạn nhé. Ở đây chúng ta có là mỗi xích lô có 3 bánh, hỏi 4 xích lô có bao nhiêu bánh. Như vậy, cứ một xích lô có 3 bánh như vậy, 4 xích lô thì chúng ta lấy 3 này, đây xích lô thứ nhất này, cộng với 3 bánh của xích lô thứ hai này, cộng tiếp 3 bánh xích lô thứ ba này, cộng với 3 bánh của xích lô thứ tư, đúng không? Như vậy chúng ta cộng theo thứ tự từ trái sang phải thì chúng ta được kết quả đây là bằng 12. Và có 4 con số 3 cộng với nhau thì chúng ta sẽ chuyển thành phép nhân. Số xuất hiện đây là số 3. Nó xuất hiện 4 lần thì chúng ta có 3 nhân với 4 bằng 12. Yêu cầu B là yêu cầu các bạn là hoàn thành bảng nhân 3. Chúng ta có 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 tức là có 3 con số 3 cộng với nhau đấy, tức là 3 cộng 3 cộng 3 thì bằng 9, 3 x 4 bằng 12 chúng ta đã tính ở đây rồi, 3 x 5, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 tức là chúng ta lấy kết quả 3 x 4 này, kem cộng thêm một số 3 nữa thì thành 3 x 5. Như vậy 3 x 5 thì các em phải lấy 12 này, kem cộng thêm 3 bằng 15. Đấy. Khi ở cái phần thừa số này, khi thừa số tăng thêm một đơn vị thì ở phần kết quả các em cộng thêm 3 cho cô. 3 x 5 bằng 15, vậy 3 x 6 bằng bao nhiêu? Các em lấy kết quả của 3 x 5 tức là có 5 con số 3 cộng với nhau rồi. 3 x 6 tức là có 6 con số 3 cộng với nhau. Vậy 5 con số 3 cộng với nhau bằng 15 thì 6 con số 3 cộng với nhau thì các em chỉ cần lấy kết quả là 15 này, các em cộng thêm 3 nữa bằng 18. Tương tự chúng ta có 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27 và 3 x 10 bằng 30. Cô yêu cầu các bạn học thuộc bảng nhân 3 các bạn nhé. Chúng ta hãy dành thời gian học thuộc bảng nhân 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một số các bài tập. Ta có bài tập số 1 như sau. Yêu cầu các bạn là điền số vào phần hỏi chấm. Tích là gì? Tích tức là kết quả của cái phép nhân. Các em lấy hai thừa số các em nhân với nhau được kết quả bao nhiêu thì đấy chính là tích. Ví dụ 3 nhân với 2 thì bằng 6. Tương tự như vậy các em sẽ dừng video lại, các em điền các cái kết quả vào phần hỏi chấm này. Đấy. Sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bảng chữ của cô. Cô nhắc lại, tích tức là các em đi làm phép nhân, các em lấy hai thừa số phía trên, các em nhân với nhau tương ứng được kết quả thì chúng ta được tích phía dưới. Bây giờ cô chữa bài này. Ta có 3 x 3 thì được tích bằng 9, 3 x 5 tích bằng 15, 3 x 7 tích bằng 21, 3 x 9 bằng 27 và 3 x 10 bằng 30. Xong được bài tập số 1, cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 1, các bạn dừng lại một chút làm cho xong bài tập số 1. Ta có bài tập số 2 như sau. Nêu các số còn thiếu. Ở đây chúng ta có hai ý, ý A và ý B. Các em sẽ quan sát các số xuất hiện ở ý A để chúng ta tìm ra quy luật. Ta có số 3, 6, 9. Như vậy số sau thì nó sẽ bằng số trước cộng thêm 3 đơn vị. Ta có 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9. Như vậy muốn tìm số tiếp theo, các bạn lấy cái số ở phía trước của nó cộng thêm 3 thì sẽ được số ở phía sau. Sau khi nhìn ra quy luật như vậy thì các bạn hãy dừng lại làm bài tập số 2A. Sau đó các em sẽ đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô chữa bài 2A như sau. 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 3 bằng 12. Các em lấy 12 cộng 3 bằng 15, 15 cộng 3 bằng 18, 18 cộng 3 bằng 21, 21 cộng 3 bằng 24 và 24 cộng với 3 bằng 27. 27 cộng 3 bằng 30 thì người ta đã điền ở đây rồi.
Như vậy, chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A. Những ai chưa xong ý A, các bạn hãy dừng lại một chút làm xong ý A. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang ý B. Chúng ta sẽ nhìn xem thử cái quy luật của ý B ở đây là gì. Ta có 30, 27, 24. Như vậy chúng ta có này, 30 trừ đi 3 bằng 27. 27 trừ đi 3 bằng 24. Như vậy các em lấy số trước, các em trừ đi 3 đơn vị thì sẽ được số liền sau. Dựa vào quy luật như vậy, các bạn hãy dừng video lại làm câu 2B. Sau đó thì các em sẽ đi đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô chữa bài 2B như sau. Cô có 30 trừ đi 3 bằng 27, 27 trừ đi 3 bằng 24, 24 trừ đi 3 bằng 21, 21 trừ đi 3 bằng 18, 18 trừ đi 3 bằng 15, 15 trừ 3 bằng 12, 12 trừ 3 bằng 9, 9 trừ đi 3 bằng 6 và 6 trừ 3 bằng 3. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai bài tập số 1 và bài tập số 2. Những ai chưa xong, các bạn hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm cho xong hai bài tập 1 và bài tập số 2 các bạn nhé. Tiếp theo, cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 3. Chúng ta có bài tập số 3 như sau. Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi, 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người? Chúng ta có phần tóm tắt như sau. Mỗi bàn có 3 người. Hỏi, 6 bàn có bao nhiêu người? Như vậy, muốn biết 6 bàn có bao nhiêu người, các em sẽ làm phép toán. Phép toán gì ở đây? À, chúng ta sẽ đi làm phép toán nhân. Các em sẽ lấy số người ở một bàn, các em nhân với số bàn ở đây. Sau khi phân tích xong, các bạn hãy dừng lại làm bài tập số 3, sau đó đối chiếu với phần bài chữa của cô. Cô chữa bài như sau. Ta có 6 bàn cờ vua có số người là, các em thực hiện phép nhân, ta lấy 3 nhân 6 bằng 18 người, và các số là 18 người. Như vậy, trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được bài 5 tiết 1, đó là bài bảng nhân 3 trong sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của em, hãy vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh, xem thêm các video khác miễn phí ở trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.